Ok, xin chào toàn thể anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại kênh Vành Khuyên Đam Mê Vlog. Như vậy là chúng ta bắt đầu chuẩn bị bước vào cái tiết gọi là cái tiết chính xuân ấy, lập xuân ấy. Thì ngày lập xuân thì thông thường là nó sẽ bắt đầu từ ngày mùng 4 hoặc là ngày mùng 5 tháng 2 âm lịch nhé. Thì ở cái thời điểm này trở đi thì bắt đầu cái tiết mùa xuân nó sẽ rất là rõ ràng. Và như mình cũng có nói với cả các bạn ấy, tức là ở cái thời điểm này bắt đầu là vào cái tầm con chim nó căng. Vì là cái thời tiết nó bắt đầu chuyển hẳn sang cái mùa xuân ở ngoài miền Bắc ấy. Thì hôm qua mình có đi lượn lờ vài vòng thì mình thấy là các cái hoa sưa ở ngoài miền Bắc nó nở rất là đẹp, trông nó trắng muốt ấy. Mình sẽ để một vài cái hình ảnh của hoa sưa nhé. Mình không rõ là các bạn bên trong gọi cái hoa này là hoa gì, nhưng mà ngoài miền Bắc mình thì cái hoa này nó rất là đẹp, nhưng mà nó chỉ mở nở được có mấy hôm thôi anh em ạ. Thì có một cái vấn đề nhỏ mà các bạn cũng đang hỏi mình rất là nhiều về cái câu chuyện là khi mà cái con chim nó đã vào căng rồi thì làm sao đấy để chúng ta duy trì được cái phong độ của nó, chúng ta có thể giữ được cái thể lực của nó một cách tốt nhất để có thể chơi trong một cái thời gian nó dài nhất ấy. Thì ở đây thì mình cũng sẽ đưa ra cho các bạn một số các cái kinh nghiệm của mình thôi, vì là cái việc này thì mình cảm nhận là nó có hiệu quả, chứ còn nếu mà để mà nói nó đúng 100% thì mình cũng không dám nói hay nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu nha anh em nhé. Cái việc đầu tiên mà mình cho là nó vô cùng là quan trọng, đó chính là cái việc lên một cái lịch rãi nó hợp lý. Bởi vì là khi mà con chim nó chưa căng ấy, thì các bạn có thể đi rãi nó khá là thoải mái. Bởi vì khi nó chưa căng thì cái hoạt động của nó cũng sẽ không có nhiều. Chủ yếu cái mục đích của chúng ta đi rãi để cho nó làm quen là nó thích nghi với dàn. Nhưng khi mà con chim của chúng ta nó đã vào căng rồi, tức là lên trên dàn nó sẽ bắn rất là nhiệt, rất là sốc, thì cái tiêu hao thể lực của nó sẽ rất là mạnh. Chúng ta nên đưa ra một cái lịch rãi nó phù hợp. Thứ nhất là số lượng cái ngày rãi trong vòng một tuần nó là bao nhiêu, và cái thời gian chúng ta đi rãi là bao nhiêu. Thì với cá nhân mình thì như mình cũng vẫn chia sẻ với cả mọi người ấy, là mình sẽ đi rãi một tuần con chim 2 buổi, một ngày giữa tuần và một ngày cuối tuần. Và cái thời gian mà mình đi rãi thì thường thì mình sẽ căn cứ vào cái phong độ của nó ngày hôm đó. Nếu như cái phong độ của ngày hôm đó của nó rất là tốt thì mình sẽ chỉ rãi trong vòng khoảng 2 tiếng thôi. Nhưng mà nếu như trong trường hợp cái phong độ của nó cũng chưa tốt lắm, tức là cái sự tiêu hao thể lực của nó trên cái dàn rãi nó chưa nhiều ấy, thì mình có thể kéo dài nó ra một chút, có thể khoảng tầm 3 tiếng cũng vô tư anh em nhé. Cái vấn đề thứ hai mà mình cho rằng nó cũng rất là quan trọng, đó chính là cái việc chúng ta tìm một cái chỗ treo chim phù hợp. Tại vì theo như quan điểm của mình thì khi con chim nó bắt đầu vào căng ấy, thì chúng ta nên cho nó ở một cái môi trường nào nó tĩnh chim thôi, tức là nó có thể nghỉ ngơi một cách bình ổn. Bởi vì khi con chim vào căng nó rất là nhạy cảm với các cái âm thanh. Nhiều khi mà chúng ta để nó nghe thì tiếng chim nhiều, tiếng chim trời hoặc là tiếng chim khác nhiều ấy, thì nó sẽ líu rất là nhiều. Đấy, như mọi người có thể thấy con đại ca mình, đấy, mình chỉ tách nó ra một chút thôi thì nó đã líu loãng cả lên rồi. Thì bắt đầu là nó cũng sẽ vào căng được. Thì nếu như mà nó cứ líu mầm suốt ngày như thế này, thì các bạn cứ hình dung là khi mà chúng ta đi rãi hay là đi thi ấy, thì nó sẽ không có hiệu quả. Như vậy là chúng ta nên tìm một cái chỗ nào đấy để con chim mà có thể nghỉ ngơi được, có thể tĩnh tĩnh tiếng chim một chút. Nếu như cái không gian này các bạn mà nó không có, thì các bạn có thể cân đối cái phương án là treo tách mặt các con chim. Ví dụ như mình thấy các bạn có một vài bạn có hay làm một cái rèm che che mặt các con chim ra, tức là chúng nó vẫn có thể nghe thấy tiếng lích bên cạnh nhau, nhưng mà chúng nó không nhìn mặt, chúng nó không bị đè mặt nhau ấy. Thì mình thấy cái phương án đấy nó cũng khá là hợp lý. Nhưng cái quan trọng nhất là ở cái chỗ mà chúng ta treo chim được ấy, thì con chim nó phải được nghỉ ngơi nhiều ấy. Thì khi mà nó nghỉ ngơi thì nó sẽ tích lũy lại cái lượng thể lực của nó, rồi nó sẽ cho cái kết quả tốt nhất trong cái quá trình mà chúng ta đi rãi hay là đi thi nha anh em nhé. Một cái vấn đề thứ ba mà mình cho rằng là nó cũng vô cùng quan trọng, đó chính là việc mà chúng ta bổ sung cái dinh dưỡng cho con chim. Thì cũng giống như mình nói là cái con chim nó ở vào cái thời điểm căng ấy, thì tức là nó sẽ tiêu hao một lượng năng lượng rất là lớn. Như vậy đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ cần phải cho con chim ăn một cái lượng dinh dưỡng nó nhiều hơn, nó mạnh mẽ hơn. Cụ thể ở đây thì ví dụ như các cái loại mùi tươi, các bạn có thể bơm vào cho con chim để cho nó có được cái thể lực nó tốt nhất. Nhưng mà mình thì luôn luôn như thế nào nhỉ? Mình luôn chia sẻ với các bạn là đừng quá lạm dụng cái mùi tươi, tức là các bạn nên cho ăn một cái lượng vừa đủ. Ví dụ bình thường các ngày mình, đây là mình chỉ ví dụ nhé, nếu bình thường các ngày các bạn cho con chim ăn khoảng 3 con dế chẳng hạn, thì với những cái hôm mà con chim nó đi rãi về ấy, đi rãi về và nó kiểu vừa tiêu hao một cái lượng rất lớn ấy, thì các bạn có thể bổ sung lên khoảng 4 con chẳng hạn. Đó là mình ví dụ là nó như thế nhé. Còn có thể là các bạn sẽ cho ăn sâu hay là cho ăn châu chấu, thì cái việc đó thì tùy từng cái con chim. Nhưng mà ý mình là cái lượng dinh dưỡng khi con chim nó tiêu hóa nó bị hoạt động quá nhiều thì chúng ta cần phải bổ sung và thêm cho nó. Đó. Còn tất cả những cái chế độ về dinh dưỡng thì mình có làm khá là nhiều trên kênh rồi. Nếu các bạn chưa theo dõi thì các bạn có thể theo dõi lại cho mình nhé.
ví dụ các bạn muốn tìm về sâu này, các bạn có thể gõ sâu quy cộng với KDM này, các bạn có thể tìm dế, có thể dế cộng với KDM. Thật ra mình đã cài khá nhiều từ khóa ở trên đấy rồi, cho nên là các bạn hoàn toàn có thể tìm được ở trên đó nhé. Đấy, file là hoa quả ha. Trở lại một chút về cái vấn đề về cám ấy, thì thực ra thì con chim nó sẽ có hai cái trạng thái căng. Cái trạng thái thứ nhất là căng cám, và trạng thái thứ hai là nó căng tự nhiên, là có cái cám làm cái bổ sung như kiểu là một cái dạng kích nhẹ nhẹ cho nó. Ở đây cụ thể mình có thể chia sẻ là ví dụ các bạn đôi khi các bạn cho con chim ăn cám 100% để con chim nó đạt được phong độ tốt nhất, tối đa, tối ưu nhất, thì nó là cái trạng thái nó căng cám. Còn nếu như các bạn đang nuôi giống như kiểu của mình là khoảng 30% thôi, và các bạn cứ nuôi ổn định như thế đến lúc con chim nó líu ấy, thì mình thấy rằng là đấy là một dạng căng, cũng có thể nói là nó cũng khá là tự nhiên đấy. Bởi vì 30% cái cám líu thì nó cũng khá là nhẹ. Thì nếu như mà ở cái trạng thái là nuôi 30% cám líu thì các bạn ví dụ như này, nhiều khi các bạn thấy phong độ con chim nó hơi xuống một tẹo và nó lại rơi vào đúng cái kỳ thi chẳng hạn, thì các bạn có thể nhít nhẹ cám lên một tí để cho con chim nó có cái phong độ tốt hơn. Nhưng mà nếu như các bạn đã nuôi lên đến 100% rồi và cái phong độ của nó lại đi xuống thì lúc ấy nó thật là cũng không có cách nào để chúng ta có thể điều chế để điều được. Và đó cũng chính là cái một trong những cái nguyên nhân mà mình cũng có nói là khi các bạn lên cám hãy lên từ từ để cho con chim nó kiểu nó thích nghi ấy, và về sau thì khi mà chúng ta điều tiết con chim nó sẽ rất là dễ. Đấy là một trong những cái mà mình cho rằng là nó rất là hợp lý thôi. Còn nếu như khi các bạn đã lên hết gai hết số rồi thì lúc ý khi con chim mà nó đã bắt đầu đi xuống rồi thì thực sự luôn là nó không có cách gì để chúng ta có thể giữ được cái phong độ của nó. Thì ví dụ như là cái con đại ca này của mình, hiện tại là mình đang nuôi 100% cám dưỡng, tức là gần như khi nào nó lên thì nó lên thôi. Bởi vì là mình cũng không phải là cái người máu đi thi lắm ấy, thỉnh thoảng gọi là đi vui vui gặp anh em một tí, hoặc là để xem cái phong độ con chim hôm đấy nó có tốt hay không ấy. Đó. Chứ còn để mà nói là gọi là đi thi một cách chuyên nghiệp thì mình cũng không phải là cái người đi thi một cách chuyên nghiệp, kiểu nó như thế anh em ạ. Chính vì là như thế nên là về cám thì mình vẫn luôn luôn khuyến khích các bạn hãy dùng một cái loại cám nó vừa phải thôi, để chúng ta có thể có cái sự co giãn ở trong đó. Chứ nếu mà chúng ta đã dùng cái loại cám rất là căng tay rồi thì lúc mà chúng ta cần có những cái tác động nhỏ nhỏ để con chim nó có phong độ nó tốt hơn một chút ấy, thì như vậy là chúng ta sẽ rất là khó để điều tiết. Cũng có một số bạn cũng hỏi mình là anh ơi, ví dụ như này, em đang nuôi 50%, vào trước cái ngày đi thi cỡ khoảng 3-4 hôm thì em sẽ đẩy lên cỡ khoảng 100%, sau đó thì em về cái cám cũ thì về lại cái gì là cám cũ ấy, thì có vấn đề gì không? Thì đây cũng là một cái câu hỏi mà mình thấy là các bạn cũng gặp cũng khá là nhiều. Nhưng mà theo như mình ấy, thì các bạn hãy nên trải nghiệm đi, các bạn hãy thử trải nghiệm để rút ra cái kinh nghiệm của mình nhé. Mình thì cũng đã từng có trải nghiệm rồi, và cái trải nghiệm này thì nó cũng không hoàn toàn đúng mà nó cũng chẳng hoàn toàn sai. Chính là vì thế nên là mình rất là muốn các bạn hãy cùng trải nghiệm và hãy comment là cái kết quả ở dưới cái video này giúp mình nhé, để chúng ta sẽ cùng có một cái trải nghiệm tổng thể xem là các bạn cảm thấy là nó ok, nó thành công hơn hay là nó không ổn hay nó như thế nào nhé. Và mình cũng sẽ tổng hợp lại tất cả những cái trải nghiệm của các bạn ở trong một cái video để cho cái khán giả xem kênh của chúng ta sẽ cùng có những cái tham chiếu nha anh em nhé. Về cái chế độ hoa quả thì với cá nhân mình thì mình luôn luôn duy trì một cái chế độ hoa quả cực kỳ ổn định, đó là mình sẽ nuôi cách ngày. Ví dụ như là hôm nay ăn mồi thì ngày mai sẽ ăn hoa quả, sau đó thì ngày kia lại ăn mồi, còn ngày kia nữa thì sẽ ăn hoa quả, kiểu như thế nha anh em nhé. Mình luôn luôn duy trì cái chế độ đấy, nó rất là ổn định. Còn một số các loại hoa quả nó rất phù hợp cho cái quá trình con chim nó căng lửa và để điều tiết cái độ lửa của con chim ấy, thì mình thấy là ở đây thì nó sẽ có cam. Cam là một trong những cái loại hoa quả mà rất rất là phù hợp cho anh em đi thi. Nhưng mọi người thấy là ví dụ như là khi mà đi thi mọi người có thể hay cắm một cái cống nước cam ấy. Rất nhiều bạn hỏi mình đó là cái gì trong mồ vàng vàng ấy, thì thực ra nó là cống nước cam. Cái cam thì nó sẽ giúp cho con chim nó bình lại, nhưng mà nó đã không bị mất lửa. Tức là các bạn hình dung như độ lửa của nó đang phát ra ngoài, kiểu như là Son Goku ấy, đấy, kiểu như hào quang đang tỏa ra ngoài ấy. Thì khi mà các bạn cho con chim nó ăn cam ấy, thì bắt đầu cái phần hào quang nó sẽ nén vào trong, tức là con chim nó sẽ cảm giác nó sẽ bình lại, thay vì cái việc nó nhảy mầm thì nó sẽ bình lại và nó sẽ bật líu lên được khá là nhiều. Nó chỉ giúp cho con chim bình lại thôi anh em nhé, chứ nó không thể con chim nó bị mất lửa đâu. Dĩ nhiên là nếu như ăn một cái lượng quá nhiều thì con chim nó ăn ít cái phần cám líu đi thì có thể con chim nó sẽ trùng xuống. Nhưng nói chung theo như mình cảm nhận thì cam là một trong những cái loại hoa quả để điều tiết con chim vào mùa căng nó rất rất là hợp lý. Bên cạnh đó thì với những cái việc mà sau khi mà đi thi chẳng hạn, các bạn muốn để con chim nó hồi phục nhanh ấy, thì mình cũng đã từng chia sẻ rồi, đó là trong cái video quy trình đi thi mùa 3 hay là cái gì đó mình không được phần 3 thì vậy. Chung là các bạn cứ search cho mình cái từ khóa là đi thi phần 3. Đấy.
thì các bạn sẽ thấy được là cái việc đó mình cũng đã hướng dẫn rồi, là chúng ta nên cho con chim ăn chuối thì nó sẽ giúp cho con chim có cái sự hồi phục nó nhanh hơn. Tại vì trong một cái câu chuyện một mùa giải chơi chim ấy, thì chúng ta khi con chim nó vào căng rồi, chúng ta chỉ có hai cái yếu tố vô cùng là quan trọng để chúng ta lưu ý thôi. Cái yếu tố đầu tiên là làm thế nào đấy để cho con chim căng ổn định. Cái yếu tố thứ hai làm thế nào đấy để cho con chim nó hồi phục tốt nhất. Bởi vì nhiều con chim mà khi các bạn đi dãi hoặc đi thi quá nhiều ấy, thì cái thể lực của nó sẽ không thể giữ được đó. Nhưng mà cũng có con chim khỏe và cũng có những con chim yếu. Có những con chim thì ví dụ như một tuần đi thi một trận, ok. Nhưng có những con chim một tuần đi thi hai trận thì cũng ok. Nhưng thường nếu như mình nhận thấy là nếu các bạn nuôi khoảng một tuần đi thi hai trận ấy, thì cái độ con chim sẽ không giữ được lâu. Đấy là như mình theo dõi từ những cái con chim căng của mình và từ những cái con chim căng của những người bạn mình. Ngược lại thì có những người thì người ta sẽ chỉ đánh những cái trận tiêu điểm thôi. Ví dụ như trong một tháng sẽ có khoảng hai trận mà giải to chẳng hạn, ví dụ thế nhé. Họ sẽ muốn nhắm vào hai cái trận đó thì họ sẽ tập trung vào hai trận đó. Còn họ sẽ đi giải nhẹ trong những cái quá trình mà trước cái trận đấu lớn ấy. Thì mình thấy là anh em nuôi kiểu như vậy, mình cũng thấy là cái kiểu đó cũng khá là hợp lý. Còn lại thì tất cả là do mọi người nuôi từng con chim một. Mỗi con chim nó lại là một cái đặc tính khác nhau. Nhưng khi mình đã nói về mặt cơ chế, tức là làm thế nào đấy để con chim nó căng ổn định và làm thế nào để con chim hồi phục nhanh nhất, thì các bạn hãy suy nghĩ tất cả những cách nào có thể để cho con chim của mình nó hồi phục nhanh nhất và có được cái phong độ tốt nhất nhé. Ok, vừa rồi là những cái chia sẻ nhỏ nhỏ của mình về cái vấn đề là chế độ con chim và những cái gọi là liên quan đến cái việc giữ được cho con chim nó có được cái phong độ nó tốt nhất, cũng như là để cho con chim nó hồi phục được tốt nhất. Thì cũng rất là mong các bạn xem đến đây rồi hãy cho mình một like, một comment, một chia sẻ và hãy ấn đăng ký kênh ủng hộ bọn mình nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.